Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi. Đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, độ mặn ở các sông trên địa bàn tỉnh lên theo kỳ triều cường. Theo đó, ở trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ, dự báo độ mặn đo được cao nhất khi cách cửa sông 20 km là 10,9 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn cao nhất đo được là 1,1 gram trên lít. Còn ở trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn cao nhất là 0,3 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 36 km ở sông Dầm Cỏ, thuộc khu vực xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 56 km trên sông Dầm Cỏ, địa phận xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, và hơn 67 km ở sông Dầm Cỏ Đông, thuộc khu vực thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ suy yếu và rút dần ra phía Đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm nay không mưa, sáng sớm mai có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, có nơi dưới 21 độ. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, đêm nay không mưa, sáng sớm mai có nơi có mù nhẹ. Ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.